Dạ, phòng số 1 xin chào cô chú anh chị ha. Dạ, đã đến với kênh phòng số 1. Dạ, giờ phòng số 1 sẽ theo chân chú ba. Chú ba đang chạy trước ha. Dạ, giờ theo chân chú ba đi tìm cái bầy trâu nha cô chú ha. Hồi nãy phòng số 1 chú ba nói ở trên vườn tràm, nhưng mà phòng số 1 chạy là vườn tràm không có. Bây giờ chú ba mới nói không đi theo chú. Chị trâu của chú ở đâu chú rành lắm. Dạ, mình không biết ha. Đó. Đây là cái khu ai cô lắc ha. Dạ, nhà bà cô lắc nha bà con cô ha. Wow, cô chú có nhu cầu thì mình đến với cô lắc mua căn hộ mình ở. Wow, à kè 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 chú hoài quá kè thành thấy rồi con rồi. Ây da, thiệt chứ biết trâu ở đâu chỗ nào ấy mà còn chú ơi, chạy bụi không rồi còn chú ơi, bụi dữ lắm, bụi bám đầy cam nữa. Rồi mấy chú trâu dầm dầm mình rồi mà còn chú. Sợ lắm nha. Dạ. À có gì mình chung vô cái lồng này. Lủi vô cái lồng này được. Cháu này là cháu nhút đâu nè mà con chú. Đây chú ba nè. Mặt trời đang chiều chiều hả con chú đẹp ha. Dạ. Sao chú ba? Đứng đây. Wow, nó đang dòm mình rồi con chú ơi. Ôi. Wow. Đây phòng xong phòng sẽ gắn cái cam vô cái con trâu đực. À trâu đực đằng kia kìa bà con chú. À nó đằng kia kìa. À để phòng xong phòng gắn cái chống vô đằng cho nó đó. Dạ đây phòng xong phòng gắn nó hơi rung rồi con chú không cảm ha. Dạ yeah. Mình tính tắt máy mình không tắt luôn. Wow, nó giờ mình nè đó. Wow, nó đang dò mình luôn con chú. Wow, nó dò mình sớm quá chú à. Cái sao? À. Wow. Đó, đang dò mình rồi mà con chú. Wow. Bầy này là trên dưới 60 con nha bà con cô chú. Hả chú ba ha. Dạ thì giờ phòng số 1 sẽ quay cái con bà con cô chú yêu cầu là quay cái con trâu đực mà bị té cống vừa rồi nha bà con chú ha. Dạ đây. Đó. Khoảng bình thường ha. À, cái sợi dây dạm nó không có. À, nếu mà máy này con mới mua chú ba. Con mới mua dạ. Bữa nay con mới khai trương chú ba. Nha bà con cô chú ha, bữa nay phòng số 1 mới khai trương cái máy này nha. Dạ, máy này rất là rõ. Chú ba nói rõ thế. Dạ. Dạ, thôi nó do mình rồi. À chú ba nè. Đây chú ba nè. Bữa hổm nó ở bên kia mà nay qua đây hả chú ba ha. À nó muốn đi đi hả. Dạ, nó giờ mình rồi mà con chú ơi. Dạ thầy phòng số 1 ghi khắc xét gần gần cho cô chú anh chị em xem là hơi bà con cô chú là mấy cái chú nhỏ nhỏ này á, nghe này thì chú ba không có ý định nha bà con chú ha, chú không có ý định gả. Dạ, chú ba chủ yếu là hình như gả con trâu bự thôi ha chú ba ha. Trong độ thôi, trâu bự được á, mà giờ chung vô trong ba chính giữa này nha bà con chú ha. À, à, đâu rồi con nó đứng đằng kia kìa bà con chú ơi. Để dạ sao chú ba. Dạ dạ con sợ nó lắm. Dạ đi theo xa sau lưng chú ba là bớt sợ ha. Đây rồi, đây bà con chú đó kìa, nó đang đứng trong bầy kìa. Đó. Nó đè khui nhưng mà con chú ha. Đó đi kìa. Rồi thấy rõ lắm bà con chú, thấy rõ lắm chú ơi. Dạ đó kìa. Rồi rồi rõ bà con chú ha. Dạ đó. Đó. Rồi cá là be luôn. Dạ.
60 hương lượng nha bà con cô chú ha. Dạ 60 còn hương lượng. Dạ. 60 còn hương lượng. Thì vừa hổm thì có cái chú ở bên Đắk Lắk á, cái anh bên Đắk Lắk á, anh hỏi. Thì nhưng mà Phong Số Mốt nghĩ thì nếu mà có nhu cầu thì xuống, chứ để xuống mà không mua được thì tội nha bà con cô chú. Hành động Phong Số Mốt nói tùy dạ tùy cái anh đó, anh đó Phong Số Mốt thấy cũng dễ thương lắm. Dạ thì bữa nay Phong Số Mốt ghi hình này cũng gửi lên cái anh đó, anh đó tên Phèn tên gì đó, dạ tên Sèn, tên Sèn, anh Sèn ha, anh Sèn Sèn ơi. Giá 60 phân lượng 59 anh Sèn ơi. Đó giờ bữa nay mình ghi cho nó rõ rõ xíu ha. Dạ. Xa lắm á, nhưng mà Phong Số Mốt gom lần lại cho bà con coi cái máy này thì cũng mới vừa mua, nó cũng xịn sò lắm nha. Xét quá rồi ha. Cây cỡ này được rồi bà con chú ha. Giá rõ nha. Dạ. Không, đây thì nó thấy rõ, rất rõ rồi. Chủ yếu quay con trâu đực đó thôi. Trâu cái con trâu đồ hết chú ba ha. 60 rớt 59. Tiền xăng dầu. Rồi. Nhất trí vậy nha bà con chú ha. Dạ. Dạ rõ lắm, rõ lắm. Rõ lơi hồn xa lắm mà rõ lắm nha bà con chú. Dạ, máy này ớt ớt 22 Ultra ha bà con cô chú ha. Dạ. Dạ. Wow, đó. Tổng cộng là 60 ha chú ba, 60 chú trâu. Dạ. Mà chú ba chị gả một chú trâu được thôi. Bà con cô chú hỏi có gả mấy em nhỏ không? Không có ha. Dạ để nuôi thôi nha bà con cô chú ha. Còn phân này là chú ba bán cho người ta là chỉ có 500 mà. 500 một tháng. 500 một tháng mà người ta bán là 10 12 triệu. 12 triệu. Một ngày hút 2 cho lâu em đi tới sáng. Ô đất nào chịu nổi. Mình bán đám vậy thôi, còn có từ người ta tự người ta lại người gom nha bà con chú ha, chứ mình không có phải gom bán người ta. Thấy này khổ từ người chịu chồng không già chứ luôn. Dạ. Cái người ta gom lại ta bán khối nó mua nó kia nó hút bán khối ta. Ta nè, quay đó nè. Rồi rồi rồi, đó kìa bà con chú ơi, đó kìa. Đó kìa. Chú ba đứng đây nè chú ba. Con quản quá. Nó đang đứng đằng sau con trâu sừng bè đó bà con. Rồi không, nó còn dựng dựng luôn kìa. Nó thấy chú ba mà nó còn dựng dựng nữa bà con chú. Thấy là kè đó, là rõ rồi đó. Được rồi, được rồi, con thấy rõ lắm rồi. Rõ lắm rồi đó. Con thấy chú ba mà chủ nó mà còn dựng dựng hay ớn hồn. Rồi to đùng luôn bà con chú ha, mập mạnh khỏe. Ok. Là nó mới háo gì dầm nữa chứ ngày trước rồi chú ba hay dòng nó nhắm nha bà con chú á. Dạ. Sau này nó đi dạ. Dạ. Rồi, vậy nha bà con chú ở đây cũng buổi chiều khá là đẹp trời ha. Trời đẹp. Nói chung là mình cũng không phải dễ ghi đâu. Rồi chú ba cứ đi công chuyện xuống đi chơi rồi này kia lâu lâu mà chú cháu hợp tác là mới ghi được chứ. Ok, kìa nó lại nó dòm kìa chú ba. Con sợ lắm. Có tên trùng hả? Dạ. Dạ. Chú ba nói là muốn bắt mấy trâu kia thì phải bắt trâu chuồng này trước nha mọi người, đặt nó là tên chuồng. Dạ. Dạ. Thôi được rồi chú ba, được rồi. Đây, đây con trâu được được Ấn Độ này một con chú ha. Dạ, 5 lần 7 lượt. 5 lần 7 lượt với cái chú Ấn Độ này. Giang nan xương rồng. Dạ.
Đó, độ mình sướng không? Chú ba có đón được bao cao thì nặng bao nhiêu ký không chú ba? Không ha, chú ba nói không được, không có đón được bao cao gì cũng không biết là nặng bao nhiêu ký, nhưng mà còn chú ba mua trâu dễ bóng thì còn không được, thì bà con cô chú có hiện ý thì hãy liên hệ con số mốt thôi, chứ bây giờ cũng không có nói vậy đó. Rồi quá trời quá đất luôn hả? Dạ đi ra chú ba, đùa chú ơi, được rồi. Thấy con quản lắm. Thấy quản lắm nha con chú ha. Ở đây thì điện điện ở Bắc Nam nè con chú, ở trụ này trụ Bắc Nam nè. Dạ con chú mốt đang có mặt tại cái điện Bắc Nam đó. Đây 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 đây, chỗ đó đây nè, nó đang đang nhăn cái mặt lên kìa. Wow, tuyệt vời chưa? Đó, đó. Nhảy cái coi. Đây, quay nào này. Quay sao mà cho dính chú ba nữa, cảm ơn nó mới đẹp. Nên nó không dính chú ba nó không đẹp đâu. Chú ba nay bao nhiêu niên kỷ rồi chú ba? Rồi chú ba này 65 tuổi nha bạn. 65 tuổi, tuổi tí ha. Dạ. Chú ba đang bấm điện thoại bà con cô chú. Wow, lực này nha bà con đó. Dền vàng không? Quá trời quá đất luôn. Nó mà được với chú thì nó sợ bắt ai lên nó mặc cho thấy ha. Nó mặc cho thấy dạ. Giờ lên gò nó hơi khô xíu nha mọi người. Nếu trâu thì chịu nước. Nó mà xuống nước là hơi. Chú bà đã rất là tuyệt vời. Wow, đang nhảy được luôn. Nó nhảy về được chưa chú ba, được chưa? Chưa được ha, chưa được nhưng mà ngủ chỗ quải bãi bãi mà hả mình ghi hả chú ba ha. Đi một ảnh một mình ảnh quá trời bà vợ hả chú ba. Rồi được 35 36 giờ. Dạ đi như con voi mà con chú ơi, trời trâu mà như voi, con nào nó lúng khú. Rung màn hình mà con không cảm nhận. Rồi rút. Rồi thì đến đây phòng số 1 cũng xin kết thúc clip nha bà con của chú ha. Thì cuối clip về phòng số 1 xin chúc tất cả bà con của chú mình trước hết thân nhiều sức khỏe, nhiều mắt thành công trong công việc. Dạ máy bay xin chào cô chú anh chị.